ติดใหม่ครับcục băng keo sáng này à, đúng không? Ừ. Sáng mềm chút xem miếng. Yeah, à, ngày hôm qua tại vì mình post cái Facebook nhưng mà nó không có nó không có cho post cho nên bây giờ mình phải làm lại. Sao nó bị mờ mờ ta? Bữa nay mình làm lại. Thấy mày biết khăn gì? Thấy mày biết khăn. Khăn màu đen á. Quên chặt pin nữa rồi. Ok, bây giờ làm lại nha. Sorry nha, mẹ hôm qua không cho làm, bực cái mình. Hai Phương. Ê hả? Giữa cái này cũng ê hả? Tất dễ thì thôi luôn á. Hôm qua Facebook không có cho mình làm. À, không cho mình post. Hai Phương. Cái này là toàn là 500 anh em vô quay lại rồi. Có ai mua? Tiếp anh để đâu rồi? Số 6. Cái gì đó? Số 6. Đâu, đâu là số 6 tào lao. Lành quá. Mi lăn ghê đó. Ok, nó tiếp tục nha. Gắn tiếp, gắn một chút thôi. Đừng có gắn nhiều. Không cần phải gắn nhiều. Gắn nhiều rồi bị gãy cái tay rồi. Đó, nói sao bị gãy cái tay. Ngón nào méo bẻ qua. Cái ngón giữa con này hay chửi người ta lắm nè, cái này cũng bị méo nè. Bẻ nó qua chút. Từ từ bóc thiếp đo đàng hoàng.
mình bảo đảm là không có ai chính xác hết, cho nên mình phải đo. Lạnh lạnh đi vậy. Đâu có đâu, cái này anh mới làm lại ngày hôm qua đó, anh chưa có anh làm mà bị Facebook nó không có cho post đó, bây giờ mình làm lại. Bực cái mình. Hôm qua hình như nghe nhạc của nó, cái nhạc ở trên cái nhạc của mình đó, nó không, nó sợ có bản quyền bản đồ gì nó không có cho mình post. Cắt xong nhìn lại coi từng ngón nào dài, không có ngón nào dài hết thì thôi. Thì là đóng cái cửa đã, cái hơi lạnh lạnh rồi đó. Nào coi rồi thì thôi, không cần coi lại nữa. Cái này mình làm cho những nào người chưa coi á, rồi để mình lưu lại luôn. Ok, bây giờ mình nói là mình sẽ có lớp tháng 11 nha, ở Vegas nữa nha. Anh chị nào muốn đi học thì inbox cho mình. Rồi làm lại. Ok. Sorry, phải làm lại. Bây giờ thì mình sẽ làm cái mặt trăng trước. Tại vì mình muốn cái lạc trăng cho nó khô, cho nên mình phải làm cái mặt trăng trước. Mua đồ mới bị xử hôm qua, hôm nay bị hành tiếp, đúng rồi. Thì vừa làm mua đồ vừa học luôn. Chứ làm sao giờ? Lấy một cục bột. Nhẹ nhàng từ từ. Lo hai bên. Lo hai bên. Cho nó sạch sẽ. Lo cuticle, cái màu đen này thì nó khó chút là nên, tại vì nó lâu khô mà nó bị dễ dẻo á. Cái này anh mua bột của Beyond. Ok.
Mua đồ của anh cũng giỏi lắm, có khiếu, học có 2 ngày à. Hello anh Mikey. Hi anh Mikey. Ok, lấy cái nắp. Cái gì? Oh sorry. So spoil now, how can I help you? So what do you need to do? No, owner not here. You're welcome. Đâu, quảng cáo không mà gọi dữ lì đúng không nổi. Ê bây giờ mình lấy cái nắp nè, mình ăn nó xuống nha. Mình ăn cái xuống hơn nửa vòng tròn chút xíu. Xong rồi mình lấy cái cắt trắng, mình canh vô cái số nào vừa đủ. Số nào vừa đủ. Ok, mình đã cái số này vừa đủ rồi nè. Ý dạ. Mình ăn nó xuống. Xong mình lấy con dao, mình khửi nó đi. Mình khửi nó nha. Khửi nó ra, nó thành một cái mặt trăng nha. Biết cái tay nó là bữa sao khỏi nghe. Không, lâu lâu nó hiện cái gì. Nó sẽ ra cái mặt trăng, thấy chưa? Ra mặt trăng thì cắt cái nắp này đi. Xong rồi đó, cái mặt trăng đó thì bây giờ mình cứ nghĩ đi, cái mặt trăng nó sẽ là màu trắng trắng, màu đen đen, màu hơi vàng vàng. Thì mình cứ làm 3 màu như vậy thôi, thì trắng với đen thì nó cộng ra thì thành gray. Gray xong rồi mình bỏ chút màu vàng. Thì nếu như mà không có khách thì mình làm một cái design khác nữa cho mấy bạn coi, cho mấy bạn nào coi rồi thì mình coi lại cho nó vui. Đó, thì mình bỏ chút màu gray với màu màu gray hôm qua anh làm để đâu mất tiêu rồi. Đây. Nhớ nha. Thì cái mặt trăng của hắn là màu gray thì mình sẽ làm màu gray. Rồi mình bỏ chút màu vàng vô. Xong rồi mình bỏ chút màu vàng nữa. Ồ màu vàng này hôm qua lật mà quên đổi. Mình cũng khuấy nó, cũng quậy nó. Quậy nó cho nó vàng mờ mờ chứ không phải là nó là màu vàng, hiểu không? Nhìn mặt trăng mình tưởng tượng ra vậy thôi. Phong phú. Quậy quậy trong cái màu vàng, quậy quậy ra chút. Rồi. Rồi bây giờ mình để cho nó khô để chút mình vuốt. Mình làm trước, nếu mình làm một bộ thì mình làm tay này xong mình làm tay kia. Là nó khô rồi. Hai nhung. Ok xong rồi, cái ngón này đó, cái ngón ring finger đó mình sẽ làm là mình gắn stone. Nếu mình gắn stone thì tất nhiên mình sẽ làm bột màu clear hoặc là silver. Mình gắn clear mà mình gắn stone đó, thì mình nên xài clear hoặc là mình xài silver clear hoặc là mình xài clear để cho mình gắn stone cho nó đẹp. Mình đừng có xài cái màu khác, nó gắn không có đẹp. Màu nào nó gắn cũng đẹp hết trơn á. Nhưng mà phải kinh nghiệm một chút xíu nữa là mình đắp á, nó mỏng hơn những cái móng tay kia một chút. Mỏng hơn một chút thôi. Mỏng hơn một chút thôi. Tại vì chút mình gắn stone đó, cho nên mình sợ nó dày, nó cộm, nó cục cục, nhìn nó ghê lắm. Thì mình chỉ cần mỏng hơn một chút thôi. Thì tất nhiên phải mình phải làm cho nó khác biệt. Đúng, lạnh lạnh run run rồi mày. Tháng 11 mình sẽ có lớp.
Vậy là ngày 2, ngày 3, ngày 4. Có gì inbox cho mình nha. Ấy chà, mấy bạn quên một điều nói tập trước mấy bạn không có nhớ. Bột nào nó cũng gọi là acrylic hết trơn á, không có bột nào gọi là solar hết trơn á. Tại vì cái solar đó là cái mình quên nói là cái solar ngày xưa người ta thường mất mua đó là tại vì nó mắc tiền mà nó lúc đó đó nó chỉ có một cái hãng đó là được cái từ Stackball nó được chấp nhận là xài cho cái tiệm của mình, cho nên người ta gọi là solar. Hồi đó cái hiệu của CND mình chỉ nhớ vậy thôi, cái CND cái nó là solar, nó cái tên là solar mà nó được cái chấp nhận, cái tụi Stackball nó chấp nhận làm trong tiệm của mình, cho nên nó là mọi người nó gọi là nó là solar. Chứ còn acrylic với solar nó như nhau, nó chỉ là làm nó như nhau. Mình không biết làm sao nhưng mà hôm bữa có người trả lời của mình cũng giống như vậy đó. Chắc người ta search Google. Mấy bạn search Google bằng tiếng Anh đi coi thử nó nói sao. Mình chưa search này. Tự nhiên mình nói xong mình quên tiêu bỏ. Ok. Thì mình gắn stone á thì mình làm cho nó mỏng hơn một chút xíu. Nó cũng hơi dài rồi. Mình làm clear thôi cũng được. Clear cũng đẹp lắm. Bây giờ bắt đầu mình mới làm galaxy. Ok, bây giờ làm Galaxy thì mình bỏ chút xíu, mình lấy chút xíu màu đen nha. Mình bỏ lên trước tại vì mình muốn là cái hắn nó mà hắn block, có nghĩa là hắn ở trên dưới hắn sẽ là màu màu đen. Ở trên ở dưới sẽ là màu đen. Thì bắt đầu mình lấy chút màu tím. Màu tím thì nên có là tại vì nhìn cái Galaxy lúc nào cũng có cái màu tím 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 trong đó hết trơn á, cho nên mình phải lấy màu tím, là một cái màu tím với cái màu đen là mình nghĩ nó là cố định rồi. Nó không là là nó phải có rồi, nó bắt buộc phải có rồi. Hiểu không? Đó, bây giờ mình lấy chút màu xanh nữa. Mình cũng bỏ nó lên, mình cũng quậy nó lên. Cái màu thứ ba này đó mình bạn lại xài cái màu nào cũng được, tại mình làm màu xanh để cho nó nổi chút thôi chứ mà màu nào xài màu nào cũng được hết trơn. Silver hôm qua đâu rồi? Đây đây đây, please 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 please. Ở bên này có không? Nhanh 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 nhanh. Hôm qua anh mới xài anh để đây mà. Anh có hộp tủ anh nó có không? Không luôn. Thôi. Khỏi cần biết cũng được, lấy chút chút cho nó kịp cho bọc khô. Trời ơi. Mẹ khô mẹ rồi. Khô rồi. Ok, thì nó là nó ok, thôi bây giờ mình block block một chút màu đen phía dưới nữa nha. Mình khóa hai màu trên dưới. Mình bỏ chút màu tím nữa nha. Bỏ chút màu tím nữa. Khô rồi. Qua nó mất cái chồng sánh hư hư nè. Mình block ở dưới màu, ở trên đầu màu đen, ở dưới màu 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 đen luôn để cho nó dễ nhìn. Xong bây giờ mình mới bỏ ngôi sao vô. Bỏ ngôi sao vô. Nếu mà bột còn ướt thì mình nhấn xuống nha. Bột còn đồ vẫn chơi hỏi đừng gọi ông nội. Ok, nếu bột cũng còn ướt thì mình nhấn nó xuống. Mình bỏ ngôi sao. Bỏ ngôi sao.
mình có cái cục tròn này nữa cho nên mình bỏ cái cục tròn này luôn. Ý, cái này cũng đổ phát nữa xong luôn. Bỏ cái clear tròn nữa. Bỏ chút clear tròn cho nó sáng sáng long lanh. Đó, bây giờ đã ra glossy chưa? Ok, bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy, mình cũng làm y như vậy. Lấy một chút xíu màu đen. Lấy một chút xíu màu đen. Khóa ở trên đầu. Khóa ở trên đầu. Xong rồi mình lấy chút màu tím. Chút màu tím. Màu tím mà hắn sẽ trộn với màu đen là hắn sẽ bị mờ, chứ không có phải tím rịm. Nha, mình lấy cái cọ mình khoái khoái hơn chút. Nó không thành màu tím rịm, đừng có sợ. Lấy chút màu trà màu xanh. Trộn với màu tím. Rồi bây giờ lấy chút glitter. Cái glitter này á, là mình phải nên mix với lại cái màu silver nha. Cái này thì mình tìm không cái chai đó không ra, không kịp. Nên mix với màu silver nha. Xong rồi mình lấy lại màu đen. Mình block vào dưới. Khóa ở dưới. Lấy chút màu tím lại. Màu đen, màu tím là màu chính mà. Cho nên mình anh tìm cái silver kia, silver này. Mới không qua làm đi. Hai anh tình yêu. Hai Mỹ Tiên. Này đang live. Hôm qua boss không có được. Thì mình nói tiếp cái vụ mà solar với acrylic nha. Nó là acrylic solar, nó giống nhau hết trơn á, nó không có cái nào gọi là acrylic hay cái gọi solar hết trơn á nha. Đừng có nói cái đó nữa, cái đó nó không có phải đâu. Xong rồi mình bỏ ngôi sao. Bỏ ngôi sao, bột cũng chưa khô thì mình để nó xuống. Nhưng người ta còn sai ghê, mấy bạn còn mơ hồ cái chuyện xô là. Mình coi tập trước mình đã nói rồi, xô là chuyện tình của con xô với con là thôi, nó không có liên quan tới tiền ăn lương của mình, kệ mẹ nó luôn đi. Ok.
Ngón này cũng vậy. Ngón này cũng vậy. Mình cũng bỏ chút màu đen. Nhớ, mình bỏ chút màu đen. Xong rồi mình bỏ chút màu, mình bỏ chút màu tím. Bỏ chút màu tím xong rồi mình bỏ chút màu xanh. Cái này màu, cái màu tím với màu đen á thì là màu phải cố định, còn cái màu mà thứ ba này đó, màu xanh đó, các bạn làm màu nào cũng được hết trơn á. Nói chung đừng có làm màu trắng được rồi, làm màu trắng nhìn nó không có ra đâu. Kỳ kỳ sao? Xong rồi mình bỏ chút glitter lên. Nhớ cái glitter này phải mix với bột nha. Không mix với bột cũng được đâu. Mix với bột, bột, bột glitter silver. Block tiếp màu đen ở phía dưới. Bỏ chút màu tím nữa. Chút màu xanh lại, tại nãy thiếu màu xanh. Chút clear. Cái mình. Ok, bây giờ mình bỏ màu sao. Sao may mắn, sao may mắn. Cục trầu này có thì bỏ, không có thì thôi cũng được, không sao. Nhưng mà ngôi sao thì buộc phải có rồi. Xong thì bây giờ mình sẽ làm màu clear. À, tím lạc thôi em, tím lạc thôi, đừng lấy tím đậm. Tím đậm cũng được, lạc cũng được. Ừ, đậm cũng được, sorry. Ok, bây giờ mình bỏ clear. Ê chà, dính hôm qua dính nữa, giờ dính nữa. Dính đồ. Bỏ clear nha, bỏ clear nha. Bỏ một lớp mỏng thôi. Bỏ một lớp mỏng thôi. Để chút mình dũa thôi chứ không có gì hết trơn. Mình dũa cái ngọc trăng trước đã chứ. Rồi bữa nào mình live mình set si đen luôn cho coi. Nhớ bỏ clear phải bỏ cho nó hết nha. Cho hết nha.
có clear thì phải bỏ cho nó đều. Cái lớp clear này là cái lớp cuối cùng, mình coi thử cái móng đã đều chưa, đó là cái lớp cuối cùng này nè. Xong. Bây giờ ý chà, chưa xong. Chưa xong, để qua bên đi. Thì bây giờ mình sẽ giũa cái mặt trăng. Giũa cái mặt trăng nha, mình giũa cho nó mỏng xuống chút, để chút mình bỏ cái đồ kia lên thôi chứ không gì hết. Để nó hiện cái mặt trăng ra. Thế giờ nó ra cái mặt trăng chưa? Ra mặt trăng thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Ok, mình sẽ cũng sẽ bỏ ngôi sao với lại hôm qua anh bỏ gì quên rồi, ngôi sao stone. Sao nó mờ mờ vậy? Dạ. Chơi gì? Dạ. Bỏ ngôi sao may mắn chút nha. Sao thôi ta, nhìn bỏ ngôi sao. Chứ một tròn này không cần bỏ đâu. Tại chút mình bỏ stone rồi, bỏ tròn cũng nhiều lắm. Hiểu không? Xong. Giờ mình quét cái một cái clear lên nữa.
Ok. Thấy chưa? Thấy cái mặt trăng không? Biết làm được phải không? Cái cây này, cây chỉ lấy stone thôi. Nhưng mà đừng có mua. À, tại vì mua cũng vậy, mua cũng giống như mấy cái bút vẽ của con nít à. Nó cũng chấm y chang vậy, không có nên mua. Chị Yên ơi, cho em cái bao chị Yên. Đi xem rồi hả? Anh thấy là mặt trăng hả? Coi lại nha. Ok, chờ cho nó khô một chút. Xong rồi mình bắt đầu. Mình bắt đầu mình vũa nha. Many Pro. Vũa nha. Vũa là vũa từ trên này, vũa xuống nha, vũa từ trên này nè, vũa xuống. Cho nên là giữ cái shape của mình là vậy đó. Để mình vũa ít thôi. Mà sao ngồi sao mà kỳ kỳ vậy ta? Ngồi sao mà hả? Ngồi sao á? Ngồi sao mà đang nó khó cầm cái dũa, mà cũng khó cầm cái máy dũa. Chọc chửi hay sao? À không, anh like hồi hôm qua rồi, nhưng mà hôm qua nó Facebook nó không cho anh post nên anh phải làm lại. Chứ hôm qua anh làm cũng dài lắm. Nói nhiều thấy mẹ luôn mà mẹ nó không cho post. Bực cái mình. Bây giờ hết thời rồi, bây giờ phải làm lại. Nhớ mình coi lại hắn đã thẳng chưa, bốn ngón hắn đều chưa, ngón này hơi dài chút này thanh phải vũa nè, vũa cho nó xuống nè. Ừ, đậu nói nhiều quá mà Facebook cũng không cho anh post luôn. Bây giờ anh phải kiệm lời nè, mà mẹ nó bực cả cái mình. Tối hôm qua mới email cho Facebook nó nói tao thích nói nhiều, ác vậy. Mẹ cái số tao là thích nói nhiều. Bây giờ mày không cho tao post tao cũng nói nhiều. Chứ khổ. Chị khô. Chờ nó khô chút rồi mình vũa. Kệ nó đi, mình làm mẫu cho vui thôi mà, nên là không có cần thiết lắm. Nè.
Mấy chị nào mà mua cái kéo này nha. Cái kéo này đồ tấu chồng bà điên là về sập 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 sập. Nha không? Mua về để lên đầu giường á. Cái này là sướng lắm. Tối mà chồng mà ông bà điên là cứ nháp 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 vậy. Hiểu không? Nháp 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 vậy. Để lên đầu giường. Mua ba cái để quanh giường vậy đó. Bà điên là cắt nó luôn nha. Cái đầu này là mới cho nên má bán lắm. Mình phải xài đầu cũ, mình xài cho nó đùi á. Mình mới làm. Nhấp nháp thôi là sợ rồi. Nhấp nháp thôi là sợ rồi. Tối là ngủ là co ro rồi. À, giật mình hoảng hốt mấy lần luôn á chứ đừng nói. Mình khuyên chị em nên mua nhiều nhiều á, mua 4-5 cái gì đó để quanh nhà. Chữa nhẹ nhàng, từ tốn, không sao hết, cứ từ từ, từ từ. Thì mình bày các bạn thì mình phải làm vậy thôi, chứ thiệt ra mình làm cũng nội, cũng chung mình làm nhanh lắm, tại mình lúc mà mình thoải mái đó, không có gì hết thì mình cứ từ từ thôi, không sao. Chữa miễn sao cho nó đều, nó đẹp thì thôi. Tại chưa có khách mà khi nào mà khách đợi nhiều quá thì mình mới chạy cho nó nhanh, cho nó đỡ tốn thời gian. Đúng rồi Đào. Mua trang web cũng nó không được, Amazon cũng có. Anh nghĩ nên mua nhiều đi Đào, mua 5-6 cái gì đó. Tối mà ông bà điên là cắt xong cái anh bày em nè, em đi vô cái chỗ rửa chén á, cái chỗ mà nó xoay đồ ăn á. Cắt xong cái chạy tới bỏ vô, bấm nút đồ xong luôn. Khỏi luôn. Chứ đừng có dục rết râm nha, dục rết râm nhiều lúc cũng bậy lắm, cũng cậy lên lấy được. Còn không gắm mấy cái máy sinh tố sẵn á. Hiểu không? Cắm sẵn cái máy sinh tố đó đi, cái xong rồi cái mình tối cái mình kiểu như mà em này, anh có cho em tiền em đi chơi không, em có mua sách LV em mang không, không cho là cắt bụp chạy tới máy sấy sinh tố á, bỏ vô nhấn nút ra xong. Đúng rồi, phải chơi đứa mới sợ. Lần sau là xin bao nhiêu cũng phải cho hết trơn. Không có là đáng ngại người ta. Ừ, không có, phải đi mượn nợ mà cho. Chứ bây giờ mà không cho là mình cứ chơi thế đó, mình chơi thôi chứ không có gì nữa. Chúa sinh ra đàn bà biết để làm gì không? Chúa sinh ra đàn bà là để đồ giết chết đàn ông đó chứ không phải gì đâu. Chúa mà sinh ra đàn bà là để quản lý đàn ông đó các bạn, cho nên nói anh chị nên nhớ cái điều đó.
Giờ không tin á, giờ mấy chị cứ mua về, mấy chị mua kéo về, mấy chị nhấp nhấp thử đi là mấy anh sợ lắm. Tại vì đàn ông lúc nào nó cũng có một cái gì đó ở trong cái trong lòng người ta hết trơn á. Thấy không? Không cái này sai, cũng có cái khác sai à. Tối về mua kéo chập nhìn lườm chập nhấp đủ là coi như sản hồn hết hồn liền à. Là tối về khai thiệt với em rồi là anh thế này thế kia rồi à. Mình giữ từ từ không? Từ nói chuyện chơi. Sao hết trơn á, đâu có ai hối mình đâu mà mình nôn. Khi nào mình đi mắc ỉa quá thì mình mới nôn thôi chứ còn cái mẹ chứ. Nghề nào cũng vậy hết trơn. Mình làm có cái tâm là mình sẽ có tiền. Mà làm có tâm mà còn không có tiền nữa thấy mẹ, không có tâm không có tiền thì thôi nghỉ dẹp làm việc làm cái khác vậy rồi, nghề khác vậy rồi. Không em, không bao giờ. Con người không bao giờ mà người ta sẽ cầm dao người ta thì sẽ thùi em hết trơn. Chỉ có những người máu lạnh thôi. Những người mà máu lạnh thôi á Đào. À, không yên tâm đi Đào. Được rồi. Cái lớp Vegas này anh sẽ mua cho là 20 mấy 30 cái kéo. Thì ai muốn lấy thì sẽ lấy. Hiểu không? Kéo này nè. Cái kéo này thì mấy anh mấy chị biết rồi, gì mấy kéo này mà tỉa ok lắm. Tỉa là good lắm. Ô mình phải bật wifi rồi chứ bị mờ quá rồi. Sao tắt Bluetooth vậy? Ok. Thì thì đúng rồi em phải có vài cây. Nói chung mình phải có vài cây. Mình phòng thủ biết không? Phải điên nè. Cái kéo nè. Cái kéo này mà em muốn tỉa hay là muốn gì cũng được hết trơn á. Nhấp 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 ăn mà tỉa cũng hay lắm, cũng vui lắm. Tỉa là hết hồn thôi chứ. Lúc đó thì có chuyện mấy chị mà nói bây giờ em muốn Chanel, em muốn LV là có hết. Dám không cho không? Hơi bị mờ, sorry. Tại vì cái khu của mình nó không có service, nó không có internet mới đau chứ. Mình xài ké ở bên người bên cạnh. Mình không muốn xài ké nhiều quá người ta cho nên chậm internet của người ta. À thì bây giờ đó mình sẽ là web top coat, web gel top coat. Này có chị Yên.
Nói chung đàn bà sinh ra đó, Chúa sinh ra đàn bà đó là để là để giết những người đàn ông, mà chẳng qua là các bạn sai cái vai trò của mình thôi. Đổi lấy vị trí, nó giỡn chơi thôi nghe. Mà mấy ông nội, ông nội bay vô mà ông chửi tôi đi, ông nội nói tôi sự ảo đi, mà thiệt. Nên làm vậy rồi mua vài cây để nhà, xong có cái chỗ mà máy rửa chén, mà cái máy bấm nút đó, cái xay đồ ăn đó, cái xay thức ăn thừa đó, bỏ vô bấm nó kêu rác rác là xong rồi đó. Lúc mà kêu rác 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 là lúc đó là ok. Hi John, John. À không, mình làm review được hết á. Bộ nào mình review được hết á. Hi Louis. Ờ thì làm cho vui, làm cho mấy bạn hiểu thôi. Hiểu không? Ủa cái liquid nó đổ đi. Đổ đi chuyện. Đổ cũng được. Liquid đó là liquid Jellies. Đổ chai đi. Xong rồi tuyết lạnh. Hay quá, em vô sao mà đúng lúc quá vậy. Em vô đúng lúc là bây giờ mình sẽ cho cái cô này đi rửa tay, rồi mình sẽ nói nhảm với các bạn, xong rửa tay xong rồi cái mình sẽ gắn stone, hiểu không? Cho nó sạch. Mà tay cô này sao mà nó, tay em sao mà nó, này này, đi rửa tay đi. Dạ đúng rồi, cái khăn đây, thưa kia chị. Cho em cái rổ trắng, em bỏ ba cái đồ này cho nó khỏi chạy. Dạ, chỗ đó vừa đó. Ừ đúng rồi, cái đó hả, cái đó để em để trong cái hộp bàn. À, anh mới mở tiệm mới thì vui ha. Rồi bây giờ thì mình hy vọng cái live này sẽ có sẽ được post, chứ không mẹ gọi lên Facebook chửi nó nữa mất công lắm, mỗi lần chửi tốn hơi lắm. Model hả? Model là cháu tôi đó ông nội. Đẹp gái xinh xắn, nấu ăn ngon. Ai biểu mình lâu lâu bỏ bao lâu sình đó. Em khô quá đã. Bỏ lâu sình đang anh gắn stone thôi kệ, anh gắn sơ thôi. Sơ thôi. Thì bây giờ mình sẽ gắn stone. Gắn stone thì mình ồ hôm qua mới gắn mớ, giờ gắn mớ nữa hả nậu. Gắn stone hôm qua quên nói các bạn là mình có cái này nha. Cái này để gắn stone, chụp hình lại nha. Chụp hình lại nha. Chụp hình lại chưa? Rồi, chụp hình lại rồi thì thôi, cái này để gắn stone không bao giờ rớt. À, tại vì khách của mình nó không có sang đến nỗi là nó không làm việc. Cho nên mình phải gắn cái này thôi, cái này là gel glue. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ tạm cho mấy bạn coi thôi, cho nên mình quét top coat nha. Các bạn nó quét top coat nha. Quét top coat, đừng quét top coat.
Ok, bây giờ mình sẽ bỏ clear trước. Mình bỏ clear nhỏ hơn. Bỏ clear nhỏ hơn. Xong rồi mình mới lấy cái màu tím với màu xanh của mình đang xài nè. Màu tím của mình đang xài, đang làm cái bộ full set này nè. Đó, mình bỏ chút màu tím. Nha. Xong rồi cái mình bỏ thêm cục clear nữa. Lộn màu tím rồi. Màu tím đó cũng được. Ok, xong bây giờ mình bỏ cái màu xanh của mình. Màu xanh của mình đâu? Màu xanh của mình. Màu xanh của mình đang làm đâu? Màu xanh của mình đang làm. Đây. Mình bỏ cái màu xanh của mình đang làm. Mình bỏ cái màu xanh của mình đang làm. Màu xanh. Xong rồi bây giờ mình mới bỏ màu trắng tiếp. Nói chung mình mix sao cho nó đừng có đều, biết không? Nói chung nó không có đều là nó sẽ đẹp. À, không phải ý mình vậy. À, nhiều cái mình làm không đều nó đẹp, và nhiều cái nó mình làm đều nó đẹp. Nha. Mình bỏ màu tím chỗ này. À. Xong rồi mình bỏ một cục bự nữa chỗ này. Bự hơn chỗ này. Mình làm cho nó cái kiểu như nó không đều đó, cho nó vui. Lộn xộn bà láp bà xàm rồi vậy đó. Thì lâu lâu mình tiết chế nó cũng vui, chứ mình làm đều nhiều quá cũng không có được đẹp. Đó. Xong rồi bây giờ mấy cái mà cái lỗ nhỏ mình bỏ cái bự không vừa nữa đó. Nhưng mà mình nói rồi thì mình bỏ cái cục nhỏ hơn. Tại mình bỏ đã không vừa nữa rồi đó, mình bỏ cái cục nhỏ hơn. Mình nói rồi không có nên mua nha. Không có nên mua cái cây này đi. Lấy mua cái cây mà viết của con nít á, nó cũng giống vậy, nó không có khác gì hết trơn á. Ok. Cái gì đó, chuyện gì nữa? Size 6, 8 và 10. Sao vậy em? Rita. Nói gì vậy em? Anh là nói em rồi, tâm xuất phát từ trong lòng chứ không phải là cái ba cái đồ tào lao. Tại sao anh phải gắn stone màu tím bị sai? Tại sao em nghĩ là sai? Sai là như thế nào? Cái sai là hôm qua anh gắn màu khác, bây giờ anh gắn màu khác, hiểu không? Nhưng mà tại sao phải ừ thì đúng rồi, mà tại sao phải quan trọng cái là cái đó nhỉ? Sao em biết sai?
Sao em biết là bỏ lên nó không có đẹp? Anh đã nói là cái căn bản cái màu á, mình xài chẳng qua là mình xài cái căn bản của cái bộ tay của mình cho nó yên tâm thôi. Hiểu không? Là nó đi cùng màu hết thôi. Cùng màu với nhau. Phải, nhiều lúc em không phải đâu John, tại nhiều lúc em nó không có hiểu. Ok, bây giờ cho coi nha. Mình nói thôi. Bắt bẻ mày làm gì? Nói cái lình què gì cũng tâm với đồ hết trơn. Hay quá. Đã nói tâm nó không có xuất phát từ cái lời nói hay cái con mẹ gì hết trơn á. Nha, bỏ xuống. Này chói. Lô anh mua ở Houston. Đừng có mở ra. Thì ấy chà, mình quen mình phải gắn stone nữa. Cầm cái gì mình. Đừng có bấm nút tắt nha. Tắt là xong đời luôn. Ok, mình phải gắn rồi gắn chút stone ở cái ngón này cho nó vui vui. Tại vì mình để như vậy nó sẽ trống lắm. Nó không có được đẹp. Sẽ trống lắm. Mình nói rồi, mình nhiều lúc á mình phải mình không cần mình phải cái gì ví dụ như bây giờ trời ơi mình post trên Facebook mình share em này bị như là bị bệnh não, bị đồ, bị bệnh tim, mình thương quá, mình hay là mình yêu quá, hay là mình trời ơi mình cảm thấy mình đau lòng quá, là cái bạn có tâm đâu, tâm cái con mẹ chi mà tâm. Có tâm thì hãy lẳng lặng làm những cái việc mình cần làm. Bớt nói lại. Đó. Cho em nói nó vui vui. Thấy chưa? Thôi cái ngón nó bỏ luôn đi, tống stone quá mày. Hello my dear. Chị Yên ơi. Có khách. Hai bị tè. Thấy chưa? Đó, mấy bỏ stone rồi cho em nó vui vui, cho em nó đỡ buồn. Cái này tại vì nó có hai đầu đó cho nên anh lấy cái đầu này anh chấm glue. Còn đầu này anh chấm stone. Nha. Nha. Mở ra. Mở cho mình cái này ra. Tại vì mình gắn bằng cái top coat đó, đừng rớt cái trơn trời. Ai vậy? Bạn cá bụi. Hello.
Đó, rớt nữa. Cái này gắn cho mấy bạn coi tôi nghe, cho nên nó rớt, nó đừng có, nó bay vô đó rồi là nghề không có tâm nữa, thấy mẹ. Khổ. Chúng ta bớt lại nha, nó không có cần thiết phải là mở cái miệng ra là hey, người mình là có tâm, người mình là, hay là bạn cho ví dụ như bạn đi bố thí 50-70 và bạn nói là bạn có tâm, có bạn không cần cho, bạn cũng không cần phải share. Cầm đây em gác lại. Mở miệng ra cái là tâm tâm mà chê chán thấy mẹ. Chập tâm thần luôn. Thử gì ra cũng lẳng lặng làm những việc mình cần làm, không cần phải nói ai chân, không cần phải khoe khoang cũng cần gì chân. Tại vì cái đó mình sẽ được nhận phía sau này rất là xa xôi. Mình sẽ tính sau, cái chuyện đó mình tính sau nha. Còn cái chuyện trước mắt thì mình cứ làm đi, mình có đừng có. Tem. Cách mà nó chip, nó nói mình làm dở thì giải quyết làm sao? Cái đó thì tùy trường hợp nha em. Cái trường hợp em làm bị chip cũng có, mà cái trường hợp nó làm chip cũng có, mà cái tay nó bị chip cũng có, cái trường hợp bột nó không có bực ngon thì nó chip cũng có. Nhiều trường hợp cũng trong cho mình khôn, mình thông minh, mình nói làm sao mình nói. Cái gel glue này á, là mình glue này á, là giống như là cái kiểu mà nó cũng kiểu như, nói chung nó mix giữa gel and glue vậy đó, hiểu không? Gel không hơi đèn á, chứ không phải gel hơi đèn đâu, cho nên nó gọi là như vậy, tại vì nó sẽ không có bị, nó làm bớt đi cái độ mạnh của glue, để nó không có bị mờ cái glue, và nó không có giống như nó không có bị những cái chỗ hở, nó không bị mờ đó. Nó làm nó hơi bóng đi một chút, nhưng mà nó nói vậy thôi chứ vẫn là anh thấy cũng bình thường, cũng giống glue bình thường thôi chứ không có mẹ gì. Không có khác nhau gì. Hả? Đây không bỏ tập cốt nha, cái này là anh bỏ cho mấy, cái máy này là anh bỏ cho mọi người coi cho nó vui vui, cho nó đều nhau, để mình biết cái cách mà mix, cái cách sắp xếp cái bộ nail nó như thế nào, chứ đừng bao giờ bỏ top coat nha. Bỏ top coat là chết đó. Cái này anh bỏ cho vui chứ không phải bỏ glue nha. Bỏ glue nha, bào xuống em, bào xuống nha. Rồi, thank you cô người mẫu. Nè bây giờ bỏ chút xíu nha. Xài trước khi gắn glue, gắn stone à, thì giống, nó giống như gel vậy đó, thì giống như cái cọ vết sơn bình thường đó, mình quét lên một khúc mình bỏ vô, mình quét lên một khúc mình bỏ lên. Ok, bây giờ chụp hình lại nè, glue nè. Chụp hình lại đi. Chụp hình lại chưa? Xong. Yên ngày hôm qua tại anh làm nhưng mà anh bút được. Facebook nói anh nói nhiều quá nên anh nó cấm, nó không cho anh boss đậu. À, bào xuống hết em, bào xuống rồi refill lại. Dạ yeah, xong rồi. Bây giờ thì xong rồi thì cho mình nói là mình sẽ có lớp tháng 11 nha. Bạn nào mà muốn học hay là muốn ăn chơi nhậu nhạc thì inbox cho mình nha.
Thấy chưa? Ở Vegas. Ngồi xuống. Ở Vegas. Yeah. Chưa ta lên. Chưa ta lên nè. Relax, yeah, relax. Rồi ok, anh sẽ quay tiệm, tại anh chụp cái hình này cái xong quay. Ok, thank you. Ok, quay cái tiệm nha. Hôm qua mình quay rồi nhưng mà giờ mình quay lại. Cái bàn này á thì cái bàn thì mua ở IKEA. Nha. IKEA luôn. Bàn. Bàn sạch sẽ, gọn gàng, đèn Amazon, ghế. Yeah, cái tủ ngăn dưới thì nó là như vậy. Mình để ba cái đồ bậy bạ đồ vậy đó. Khăn đồ. Thấy không? Ừ, nhưng mà mình nó rẻ thôi, nhưng mà nó phải tinh tế, nó phải tinh tế, đừng có góc mình. Nhưng mà mình chưa có mua cây. Mua có chút cây à. Còn kệ nước sơn thì mình đơn giản lắm, bỏ cái clear rồi vậy thôi. Có ba cái mà đồ đèn chớp chớp nhón nhão nhòn đồ thấy ghê lắm. I'm sorry I can't speak English. Mua bàn ở IKEA. Thì cái reception của mình dễ thương lắm nha. Reception của mình dễ thương lắm nha. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Thấy cái chữ welcome không? 9 đồng 99. Thank you. Để mình quay. Nói chung mình làm đơn giản thôi, hiểu không? Mình làm đơn giản cho nó không phải nhìn nó rắc rối, nó rườm rà. Kệ đồ mình làm cho dễ thương. Thank you Tina. Nói chung mình đừng có vẽ vùa quá. Đừng có làm quá không có được. Cái gì cũng vậy, đừng có làm quá là thấy mà ok rồi. Đơn giản mà tinh tế thôi. Không phải mình nói mình đẹp nhưng mà cái gì mình cũng thấy cũng mình cũng thích nó đơn giản hết trơn. Yeah. Đơn giản giống mình vậy đó, đơn giản nhưng mà đẹp. Ok. Thôi bây giờ mình nói là tháng 11 mình sẽ có lớp nha. Có ai muốn đi học thì inbox cho mình nha, muốn ăn nhậu thì inbox cho mình. Thank you. Inbox cho anh rồi anh gửi cái link cho. Dạ. Yeah. Chung đừng có làm nhiều quá là được, đừng có làm nhiều quá nó làm nhiều mà cũng đừng làm ít quá, nói chung làm cho nó tinh tế, nó dễ thương. Thank you. Có gì inbox anh nhanh rồi. Ê, không được, Houston buồn lắm. Không phải buồn mà có nghĩa không có
Vegas người ta nhiều lúc nhiều người học sinh à, học bài học sinh thì người người ta muốn đi học đó, người ta kéo vợ chồng người ta đi chơi luôn ở Vegas luôn. Cái đó nó hay hơn, tại vừa chơi vừa học lúc nào nó cũng vui hơn là ngồi học không, chán lắm. Bye, thank you nha. Rồi hẹn chủ nhật tuần sau nha. Cái này tại vì hôm qua mình boss không được cho nên mình mới làm lại. Thank you. E, Vegas. Thank you. Ghế khách ngồi cũng ai kia. Ai kia luôn. Ai kia hết. Bye Uyên. Bye, thank you.